Ừ, cái đó là cái hành động. Tớ bắn, tớ mới biết chơi nhá, bắn gà nhé các bạn. Tớ coi Slower Trigger. Tớ trải nghiệm game này thử coi coi không. Trời mẹ ơi. Ui, mình không biết chơi, bạn đừng bắt. Đó, các bạn thấy mình không biết chơi không? Thấy không? Ghê không? Không biết chơi đó. Nó giỡn nãy giờ thôi, game này mình cũng cài khá lâu. Có lâu. Đậu xanh nhà mày. Đợi heo mi. Tớ học được kiểu như là kéo tâm nè, áo tướng sốt nè. Học được hai chục chiêu đó. Ây da. Đậu xanh nhà mày. Các bạn ơi, các bạn biết nó ở đâu không? Nếu các bạn biết nó ở đâu phải subscribe, like, share đồ nha. Còn nếu các bạn biết nó ở đâu thì hãy nhấn kiếm số 1. Còn nếu nó không biết nó ở đâu thì nhấn kiếm số 2. Nhưng mà tớ biết bắn đấy, không ngờ đâu. Thì tớ không bắn giỏi nhưng mà tớ bắn cục chích mẹ. Chích con mẹ mày. Mất cao đó hả? Ui, nó cầm ca các bạn ơi. Ôi trời mẹ ơi. Nghe này ghê đấy. Không phải dành vừa đâu. Trời mẹ ơi. Bể đầu. Bố mày thấy mày rồi nha. Vừa đâu rồi xong luôn. Cái đậu má. Đâu. Rồi xong, chết luôn. Nhớ sao mà chơi. Kiểu gì ấy? Kiểu gì á? Bữa nay tớ chạy như một trận. Thì chơi nó cũng khá hay. Nhưng mà nó khá gối. Thank you.
kèm cho các bạn coi nha. Chào chào. Đây, đây chính là bộ đồ đẹp nhất kem mà mình nói với các bạn. Không. Má kiểu cái kiểu này mà cầm súng lên nó bắn một cái ha, cầm đúp mà bắn vậy đó là các bạn thấy mình cũng ghê lắm á nè. Đừng đùa với ninja gồ. Ai bị vô cực. Má xuống dấu vi pha cho biết tao đi rồi. Ui răng ui. Làm gì? Thôi, mày chơi mắc cờ gáp. Ủa, ý lộn, mai cờ gáp. Ủa, sao mày tải được hay vậy? Tải bằng ống dựng, dụng gì vậy? Chỉ anh đi, nhanh. Tải bằng gì vậy? Hey.